Ok, chúng ta sẽ vào phần tiếp theo. Ở phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu về mục Camera Frame, tức là những thứ liên quan đến điều chỉnh khung hình của camera. Đây chắc hẳn cũng sẽ là video có thời lượng dài nhất trong bộ video hướng dẫn. Camera Frame gồm 3 nhóm công cụ. Nhóm đầu tiên là bộ công cụ để xét độ phân giải cho camera. Nhóm thứ hai là các preset đặt tỷ lệ khung hình nhanh có mặc định trong script. Và nhóm cuối cùng là các công cụ nâng cao chúng ta sẽ tìm hiểu từng công cụ một. Nhóm công cụ đầu tiên sẽ gồm ba ô để nhập số về độ phân giải. Ô đầu tiên là W tức là chiều rộng, h, chiều cao, r, tỷ lệ khung hình. Và hai nút chức năng phụ là khóa tỷ lệ khung hình và camera overscan. Đầu tiên để xét độ phân giải, các bạn chọn camera trong danh sách. Ở đây mình sẽ chọn camera đầu tiên. Sau đó nhập chiều rộng và chiều cao bạn mong muốn. Ví dụ ở đây mình sẽ set độ phân giải lần lượt cho bốn camera là 1200 x 1200, 1600 x 1200, 1400 x 1000 và 1200 x 1600. Như các bạn đã thấy, các thông số sẽ được cập nhật ngay sau khi bạn nhấn Enter hoặc bấm chuột ra chỗ khác. Mặc định, chiều rộng và chiều cao của khung hình sẽ được thay đổi độc lập tức là khi mình thay đổi chiều rộng hoặc chiều cao sẽ chỉ có tỷ lệ khung hình thay đổi mà không ảnh hưởng đến nhau để ràng buộc hai thông số này với nhau chúng ta sẽ bật tính năng lock aspect ratio để bật tính năng này các bạn có thể chọn một camera trong danh sách sau đó nhấn vào nút l bé ở ngay bên cạnh tỷ lệ khung hình và sau đó kéo độ phân giải khi chúng ta kéo chiều rộng thì chiều cao cũng sẽ được thay đổi và ngược lại Tính năng này hỗ trợ chọn nhiều camera một lúc, ví dụ ở đây mình nhập 1600, tất cả các camera đều đã được thay đổi chiều rộng thành 1600, tuy nhiên chiều cao sẽ được tính theo tỷ lệ của từng camera. Bạn hãy để ý rằng khi kích hoạt nút Lock Aspect Ratio, nút bên cạnh nó là nút Camera Overscan sẽ bị vô hiệu hóa. Chúng ta sẽ tìm hiểu về nút này. Để dùng Camera Overscan, đầu tiên các bạn phải hủy kích hoạt tính năng Lock aspect ratio. sau đó chọn một camera các bạn mong muốn và bấm vào chữ all. script sẽ thực hiện tính năng normal script đến camera đó. như các bạn đã thấy, khi kích hoạt tính năng này, Lock aspect ratio cũng sẽ bị vô hiệu hóa bởi hai tính năng này không thể sử dụng chung với nhau. camera overscan là tính năng giúp bạn mở rộng khung hình mà không làm thay đổi bố cục của khung hình hiện tại như ở ví dụ này mình đang thấy góc nhìn của mình đang hơi hẹp mình muốn mở rộng ra hai bên một chút nhưng mình không muốn làm thay đổi bố cục hiện tại của camera vì thế mình sẽ dùng tính năng camera overscan và kéo phần chiều rộng của camera lên một chút như các bạn đã thấy khung hình đã được mở rộng nhưng các vật thể không bị thay đổi về bố cục để mô tả rõ hơn mình sẽ tắt tính năng overscan đi và mình thay đổi lại chiều rộng bố cục của khung hình đã bị thay đổi các vật thể đã bị phóng to thu nhỏ và ngược lại khi mình bật lên điều này cực kỳ tiện lợi khi bạn chỉ muốn mở rộng một chút thôi mà không muốn làm thay đổi bố cục và phải chỉnh lại từ đầu mọi thứ lưu ý rằng bất kỳ một thao tác nào liên quan đến camera trừ những tính năng trong camera frame đều sẽ hủy kích hoạt tính năng camera overscan Lưu ý rằng tính năng này chỉ hữu ích với những camera dạng dọc như này khi bạn muốn mở rộng khung hình sang hai bên. Còn với những camera cổ ngang thì khi tăng chiều cao, mặc định nó sẽ không làm thay đổi bố cục của khung hình. Các nút tiếp theo là nút chỉnh nhanh tỷ lệ khung hình. Click chuột trái và chúng sẽ đặt tỷ lệ thuận và click chuột phải và chúng sẽ đặt tỷ lệ đảo. Ở đây mình sẽ cho tất cả các camera về độ phân giải 1200 x 1200 và sau đó mình sẽ dùng thử các nút tỷ lệ dành cho nó. Ok. Click vào camera đầu tiên, mình sẽ giữ nguyên tỷ lệ là 1200 x 1200 này. Camera số 2, mình sẽ đặt tỷ lệ là 43. Click chuột trái nó. Camera số 3, mình sẽ đặt tỷ lệ là 54. Tương tự, mình cũng chọn camera và click vào 54. Camera cuối cùng này mình sẽ thử tỷ lệ ba bằng cách click chuột phải vào nút 43 Script sẽ đặt khổ dọc cho nó. Sau khi đặt tỷ lệ, mình sẽ switch vào các camera để xem thử bằng cách click chuột phải vào tên camera. Bạn cũng có thể giữ shift và click chuột vào nút thay đổi tỷ lệ để áp dụng cho toàn bộ danh sách camera. Ở đây mình sẽ giữ shift và nhấn vào một một. Các bạn thấy? Toàn bộ danh sách camera đã được chuyển về tỷ lệ 1:1. Lưu ý rằng với riêng nút 1:1, chúng sẽ không có tỷ lệ đảo ngược. Vì thế khi bạn click chuột phải vào chúng, thay vì xét tỷ lệ 1:1, script sẽ đặt tỷ lệ vàng cho chúng, tức là tỷ lệ khoảng 1.618. Ví dụ ở đây mình đã xét thử cho camera 4 tỷ lệ vàng. Nếu bạn muốn dùng tỷ lệ vàng đảo ngược, tức là với khổ rộng, các bạn có thể dùng tính năng đảo ngược tỷ lệ mà chúng ta sẽ nghiên cứu ngay sau đây đó là về các nút tỷ lệ tiếp theo là các nút chức năng nâng cao hơn chức năng đầu tiên tôi muốn giới thiệu đó là grid overlay chức năng này sẽ có tác dụng hiển thị các đường hướng dẫn bố cục đường lưới trong viewport giúp bạn bố cục được dễ dàng hơn tính năng này rất hữu ích khi bạn muốn xét bố cục của mình thật chặt chẽ để sử dụng tôi sẽ click chuột trái vào nó các bạn thấy một đường lưới màu xám đã được hiển thị trên khung hình khi bạn switch sang các camera khác nhau thì cái lưới này cũng sẽ được điều chỉnh lại để phù hợp với lại khung hình của camera đó. Ví dụ ở đây mình switch sang cả camera dọc lẫn ngang, lưới nó đã tự cập nhật lại cho mình. Một lưu ý nhỏ là nó sẽ chỉ hiển thị khi bạn đã switch vào camera, các view nhìn khác nó sẽ ẩn đi. Để thay đổi lưới bố cục, các bạn có thể click chuột phải vào nó. Ví dụ ở đây tôi chọn Hình thức là Center Cross, tức là lưới chính tâm. Bấm OK. Lưới bố cục của tôi đã được cập nhật để thành bố cục chính giữa. Ngoài ra, để đổi bố cục nhanh, các bạn cũng có thể giữ Shift và nhấn chuột phải vào nút này. Nó sẽ chuyển qua lại các loại bố cục khác nhau. Hiện tại, script đang tích hợp 6 loại bố cục. Các bố cục khác sẽ được cập nhật trong các bản tiếp theo. Để tắt lưới bố cục, chúng ta sẽ click một lần nữa vào nút lưới đã biến mất. Nút tiếp theo chính là nút đảo ngược tỷ lệ khung hình mà chúng ta đã đề cập ở phần trước. Ví dụ, ở đây các camera khung hình 34 nó sẽ đảo ngược khung hình thành 43 và ngược lại. Save frame của 3 cũng sẽ được cập nhật ngay lập tức Điều này rất hữu ích khi bạn cần render cho một số thiết bị nhất định và muốn đổi nhanh bố cục ngang sang dọc nhưng vẫn phải vừa với độ phân giải của thiết bị ấy. Đó là về phần đảo ngược tỷ lệ khung hình. Tiếp đến là các nút liên quan đến ba render gồm nút đặt Scene State, nút đặt Render Preset và nút đặt Frame Render. Nếu các bạn để ý, các bạn sẽ thấy icon của các nút này giống các nút Show Scene State, Show Render Preset, và show frame rate mà chúng ta đã tìm hiểu ở phần camera name. Để gan scene state vào camera, đầu tiên các bạn phải chọn một camera trong danh sách bằng cách click chuột trái vào chúng. Sau đó nhấn vào nút set scene state. Một thông báo sẽ hiện ra nói rằng file của mình đang hiện không có scene state và có muốn tạo một scene state mới không. Ở đây mình sẽ bấm yes. Mình sẽ đặt cho scene state là on, tức là hiển thị tất cả các vật. Khi kích hoạt chế độ Show Scene State, các bạn sẽ thấy camera đã được gắn Scene State là On. Chúng sẽ được nằm ngay sau độ phân giải như thế này. Ở đây tôi sẽ tắt độ phân giải của camera để dễ quan sát hơn. Tôi sẽ click chuột phải vào nút này để mở trình quản lý Scene State mặc định của 3 Ở đây tôi sẽ tạo 3 Scene State mới tương ứng với ba trạng thái của cảnh. Đó là trạng thái chỉ hiển thị khối kim tự tháp, trạng thái chỉ hiển thị bình trà và trạng thái chỉ hiển thị bóng tròn. Tôi sẽ đặt tên cho các scene state theo trạng thái mà chúng hiển thị. Để tìm hiểu kỹ hơn về scene state, các bạn có thể đọc tài liệu của Autodesk liên quan đến vấn đề này. Ngoài ra các bạn có thể truy cập vào Tool Manage Scene State để bật chính quản lý mặc định của 3D thay vì click chuột phải vào lúc này. Ở đây còn ba camera chưa đặt scene state, tôi sẽ đặt lần lượt cho chúng. Đầu tiên, tôi sẽ đặt cho khối kim tự tháp. Camera thứ ba, tôi sẽ đặt cho khối tròn. Và camera cuối cùng, tôi sẽ đặt bình trả Các bạn đã thấy danh sách camera đã hiển thị các scene state mà tôi đặt cho chúng. Khi tôi switch vào từng camera các vật thể trong viewport sẽ được ẩn và hiện theo scene state mà tôi đã đặt cho chúng. Ngoài ra, các thuộc tính liên quan đến layer, ánh sáng cũng sẽ được lưu trong scene state. Các bạn có thể tìm hiểu chúng ở các tài liệu kỹ càng hơn trên mạng. ở đây mình sẽ vào lại scene state bằng menu. các bạn vẫn có thể click chuột phải vào nút show scene state để mở nhanh bảng này. đây là các thuộc tính mà scene state sẽ lưu. nút tiếp theo là render preset. Render Preset là nút dùng để lướt nhanh các setting bạn đặt cho từng camera trong Render Setup. Ví dụ ở đây với Corona Render, tôi sẽ tạo ra hai setting mới. Một setting với Noise Limit là 3%, tôi sẽ vào phần Scene để chỉnh thông số này. Và sau đó nhấn vào Save Preset. Tôi sẽ đặt tên cho nó là Corona, gạch dưới, 3 Noise. Sau đó bấm Save một lưu ý rất quan trọng khi các bạn bấm xếp, một bảng sẽ hiện ra. Các bạn bắt buộc phải bỏ chọn phần đầu tiên, đó là phần lưu các thông số về độ phân giải trong Render Setup. Nếu các bạn vẫn giữ phần đấy, có khả năng nó sẽ ghi đè độ phân giải của các bạn khi bắt render. Ở đây tôi sẽ tạo một preset mới với noise 10% và đặt tên là Corona, gạch dưới 10 noise và bấm Save. Tương tự, một bảng chọn hiện ra tôi sẽ bỏ đi phần đầu tiên. Sau khi lưu xong các preset, tôi sẽ gán thử các preset tôi vừa tạo cho hai camera. Tôi sẽ nhấn vào nút Set Preset và tìm đến file mà tôi vừa lưu. Mặc định chúng sẽ ở phần Document. Bài mắc. Render Preset. Định dạng file có đuôi là RPS. Tôi sẽ load phần 3 noi ở đây tôi sẽ bật tính năng show render preset lên các bạn đã thấy nó đã hiển thị trong tên camera tôi sẽ tắt bớt cái scene state đi để nhìn rõ hơn với các camera còn lại tôi cũng làm tương tự và như thế khi render script sẽ dùng các preset này để render cho camera tính năng cuối cùng là set frame rend tính năng này được dùng để tạo các hoạt cảnh các bạn có thể bỏ qua nó nếu bạn chỉ render ảnh tĩnh. Cũng tương tự, các bạn có thể bấm Show Frame Render lên để quan sát. Tôi sẽ tắt Render Preset đi. Sau đó tôi sẽ nhập Frame Render cho các cam. Ví dụ ở đây, 1 đến 2 tức là sẽ render ra tổng cộng là hai ảnh. 1 đến 10 sẽ render ra 10 ảnh trong cái khoảng thời gian tôi đã chọn. Để xóa các thông số vừa đặt, các bạn có thể click chuột phải vào các nút chức năng tương ứng để xóa chúng. Cũng tương tự như các nút khác, khi bạn giữ Shift và click chuột phải, chúng sẽ xóa dữ liệu của cả danh sách. Ở đây tôi sẽ xóa toàn bộ dữ liệu tôi vừa đặt. Mọi thứ đã về Under File. Lưu ý, việc này không thể hoàn tác, vì thế hãy cẩn thận trước khi xóa. Nút tiếp theo đó là nút scale độ phân giải nhanh của camera với bộ số là 2. Ví dụ ở đây tôi sẽ bật lại độ phân giải. Ở đây tôi sẽ giữ shift và click vào nó. Độ phân giải đã tăng lên gấp đôi. Ngược lại, khi tôi bấm chuột phải vào nó, độ phân giải sẽ giảm còn một nửa. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn render preview nhanh với độ phân giải thấp và quay lại độ phân giải cao sau đó. Nút chức năng tiếp theo là nút làm tròn độ phân giải. Nút này rất hữu ích khi bạn muốn độ phân giải của mình chặn số để scale trên một số thiết bị. Để demo tính năng này, tôi sẽ đổi độ phân giải của camera 4 sang một số lẻ. Mặc định script sẽ làm tròn với bộ số là 10. Các bạn có thể bấm chuột phải để kiểm tra. Bấm OK. Ở đây mình sẽ bấm chuột trái. Độ phân giải của script đã làm tròn thành 980 x 1350. Để thay đổi số này, các bạn sẽ click chuột phải vào nút Raw Resolution nhập số các bạn mong muốn. Ở đây tôi chọn 5. Tôi sẽ đổi lại độ phân giải sang một số lẻ. Và bấm Raw Resolution. Ở đây độ phân giải đã được làm tròn lại thành 985 x 1350. Lưu ý rằng, các bạn có thể xét bất kỳ một số tự nhiên nào, không nhất thiết phải là 5 hoặc 10. Ví dụ ở đây tôi sẽ là 13. Sau đó tôi sẽ giữ Shift và bấm vào nút Round Resolution. Các bạn đã thấy, tất cả độ phân giải đã được làm tròn về bội số của 13. Ví dụ như 299 sẽ bằng 13 x 23, còn 403 sẽ bằng 13 x 31. Ở đây mình sẽ nhập lại mặc định về 10, bấm OK, giữ Shift và click chuột trái vào nút làm tròn độ phân giải. Nút tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là nút hạn chế độ phân giải theo số lượng pixel, pixel cao limit. Đây là một con số thể hiện số lượng pixel các bạn sẽ render. Ví dụ, với một tấm hình có kích thước là 1600 chiều rộng và 1200 chiều cao, thì sẽ có 1600 x 1200 bằng 1920.000 pixel được render. Con số này sẽ giúp bạn cân bằng và áng chừng được số lượng pixel giữa các ảnh để khiến chúng có thời lượng render là tương đương nhau, dù tỷ lệ không hình khác nhau. Lưu ý rằng nó sẽ chỉ hoạt động chính xác khi bạn sử dụng chung setting, chung các điều kiện ánh sáng, vật liệu, vân vân. Tính năng này đặc biệt hữu ích, nhất là với các trình render dạng progressive như Corona. Ví dụ như trong trường hợp cần keep, mỗi view các bạn chỉ có thể render trong khoảng 10 phút và bạn muốn chúng phải có chất lượng gần bằng nhau để trình chiếu thì bạn có thể sử dụng tính năng này. Mặc định pixel cao limit của script là 1600 x 1600 tương đương với 2 triệu 560 000 pixel. Ví dụ ở đây tôi sẽ thử thay đổi thành 100. Bấm OK. Sau đó giữ Shift và click chuột trái. Tất cả các camera trong danh sách đã được giới hạn độ phân giải. Ví dụ 10 x 10 bằng 100, 12 x 9 bằng 108, À, tương đương gần bằng với 100. Như vậy, nếu chung các điều kiện khác thì các camera này nó sẽ render với thời gian là gần tương đương nhau. Ở đây mình sẽ đổi lại với con số khác đó là 2000. Tương tự, bấm Shift và click chuột trái. Nó đã đổi lại gần bằng với 2000. Ở đây mình sẽ đổi về một con số thực tế hơn. Đó là 1 triệu 920 nghìn pixel. Đó là con số mình hay sử dụng. Và sau đó mình bấm Shift, click chuột vào. Các view đã được tính toán và đặt về con số render hợp lý. Đó cũng là tính năng cuối cùng cho mục camera frame tôi muốn giới thiệu với các bạn. Chúc các bạn thành công.